Hi, và mình xin chào tất cả anh em và các bạn đã quay trở lại tựa game One Piece Legend cùng Trend. Thì thật sự là hên là mình để ý nha các bạn, chứ không là cái con nhân vật của mình thì bay ra rồi các bạn, bị out game rồi. Và Sam cũng đã ra rồi hen. Thì lúc nãy thì mình treo ở đây thì mấy bạn muốn gặp mình đến nỗi mà mấy bạn chơi phá nguyên cái chỗ này luôn. Mấy bạn sử dụng trái ubi chém banh chành té bè hết. Thì thật sự thì mình cũng cảm ơn cái sự yêu thương của các bạn hen. Tuy như vậy nhưng mà cũng không sao, hên là mình có hai màn hình nên là mình có thể nhìn qua để ý được, nên là cái con nhân vật của mình không bị văng ra hen. Rồi bây giờ không linh tinh liên thiên làm mất thời gian của các anh em và các bạn nữa, thì Sam cũng đã ra rồi. Bên Lockbit thì mình chờ một tiếng đồng hồ, bên đây mình chờ nửa tiếng, chẳng lẽ mình chờ không được các bạn. Và cuối cùng cái thời gian chờ đợi thì cũng đã ok coco rồi hen. Bây giờ thì đi nhận la bàn, sau đó là đi tìm trái quỷ thôi các bạn. Nhưng mà cái vấn đề là tìm được hay không thì mình không biết nha. Tại vì mình sợ mà trong cái quá trình đi tìm đó thì có một số bạn sử dụng những cái năng lực trái quỷ kỳ dị, kỳ khôi, khiến cho mình đi tông nhà ma. Tại vì các bạn cũng biết rồi, với một cái năng lượng của mấy bạn rồi full ta mấy bạn, mà mấy bạn đánh vô mình thì mình làm sao mà mình chịu nổi, chết là cái chắc rồi các bạn. Mong là mình tìm được trái quỷ trước khi mà mình hy sinh hen. Rồi bây giờ là qua lấy cái la bàn, sau đó là dông liền thẳng bản các bạn. Dông liền lập tức, không mau chần chờ cái là quy tông đó. Đây 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 đây. Hiện tại thì mình đang ăn trái quỷ Barry nha các bạn. Thì mình định là lên tầm khoảng đâu 300 defense để mình có thể sử dụng cái chiêu này nè các bạn. Cái chiêu này thì rất nhiều bạn đã comment nói cho mình biết là nó như thế nào được không? Là coi như là cái trái Barry thì lúc trước thì mình cũng đã đoán đúng chiêu này rồi các bạn. Còn cái chiêu này là tạo ra một cái lồng vuông. Ok, rồi cũng cảm ơn tất cả mấy bạn hen. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhận la bàn. Rồi sau đó đi tìm trái quỷ. Trái quỷ nó nằm hướng nào ta? Chỉ về hướng này. Chẳng lẽ là cái đảo tuyết đằng đây. Thôi, bây giờ thì mình cứ bắt đầu cái cuộc hành trình nha các bạn. Đi thôi, đi thôi. Tiến bước chừng mời đến một cái đảo mà đang có một trái quỷ đang chờ đợi mình. Các bạn vào đây hỏi mình thật hay giả thì công nhận mấy bạn đề phòng vậy cũng tốt. Tại vì hiện tại hàng thật thì ít, ti giả mà nhiều đấy. Nên là các bạn đề phòng như vậy thì mình cảm thấy cực kỳ tốt hem. Chứ mà bạn nào mà giả mình làm gì, mấy bạn lên channel mấy bạn chửi mình nữa, mình chả biết cái chuyện đó, mình chả làm. Chẳng hạn như là mấy bạn bị một bạn nào đó giả tên mình lừa Robert hay là lừa cạc điện thoại của mấy bạn thì chắc chắn rồi mấy bạn cả tin, rồi mấy bạn cho mượn, rồi sau đó là bạn đó là không cánh mà bay bay luôn. Rồi mấy bạn vào mấy bạn chửi mình, mà thật sự là mình đâu có làm cái điều đó. Nên là mấy bạn đề phòng vậy thì mình có lời khen cho mấy bạn hem. Nói chung là hàng thiệt hay hàng giả thì anh em cứ đề phòng như vậy là rất tốt. Bây giờ dù cho anh em thấy một cái từ trendly, nhưng mà anh em nghi anh em vào anh em xem clip, hay là anh em vào cái phần kết bạn đó, thì anh em xem lại xem coi là cái lượng follow có đúng hay không. Rồi xem clip coi là cái tên của mình là Trendly1995HCM, hay là có chấm nữa, hay là có một cái chuyển biến gì chính giữa. Có khi là người ta là ghi chữ trend TH mà giờ người ta ghi TG. Đấy, bây giờ nó chỉ thay đổi một cái nhỏ, một cái dấu thôi. Anh em nên nhớ điều đó nha, để ý kỹ là được. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi tìm trái quỷ thôi bạn. Ủa, nhầm hàng rồi, Lạc hướng rồi các bạn. Quay về, vậy đã nằm ở đảo Tân Thủ thiệt hả ta? Chắc vậy rồi các bạn. Chắc lết bên đảo Tân Thủ chứ không ở đâu hết á. Nằm bên đây nè. Tại vì cái hướng này không có trái quỷ thì chỉ có nằm ở hướng này thôi. Mà cũng đúng mà. Hướng kia không có thì chỉ có hướng ngược lại thôi. Chứ bây giờ còn chỗ nào nữa các bạn. Rồi hướng này hay không? Mình sẽ bắt đầu đâm o về cái đảo Tân Thủ. Cái đảo mà lúc nào anh em cũng có 3 chỗ để băm qua. Một là bên đây, còn hai là bên đây. Chỉ vậy thôi. Rồi bắt đầu tiến thẳng luôn nha các bạn. Đâu trái quỷ đâu? Rẽ hướng à, bẻ thì ứng à, cái đồng hồ này. Rồi cái la bàn chứ nhầm, có khi nào nó nằm ở góc dừa này không? Chứ không có đâu hay không? Rồi. Nó xây rồi các bạn. Nó xây đây. Ê. Mình đã từng bị cái chuyện đó rồi các bạn. Nhảy xuống rồi sau đó chìm ngẫm mà bơi lên không được.
Đây, nữa cái hộp này nữa. Cái gì đây? Trời cái này hả? Banê ăn luôn các bạn. Mình bỏ Paris mình ăn banê cho anh em xem nè. Đáng lý ra là cái trái banê này đó thì farm nó không có ổn định cho lắm. Nhưng mà cái trái Paris đó thì 100% là nó hơn cái trái banê 100% rồi. Tại vì anh em có thể sử dụng cái trái Paris rồi anh em rào bot anh em farm rất là dễ ha. Nếu mà anh em có cái chiêu mà 300 defense thì cực kỳ dễ luôn cái lồng giam đó các bạn. Nhưng mà thôi vậy, mình sẽ bỏ đi Paris và mình sẽ ăn banê cho anh em xem ha. Rồi. Thì bắt đầu mình sẽ bỏ đi năng lực trái quỷ. Anh em đừng có đánh mình nha. Đánh mình là mình đi tông nhà ma đấy. Thì biết là trái quỷ này thì chỉ có một chiêu duy nhất, nhưng mà mình cũng sẽ bỏ đi năng lực trái quỷ Paris của mình ha. Tại vì mình là dân review mà các bạn. Trái nào cũng phải ăn, cũng phải cán, phải giọng thôi rồi. Thì mình cho anh em xem hệ thống chiêu thức nè. 20 điểm là anh em có thể xài được ha. Nên là anh em nào mà không có Robert đi quỷ đó, hoặc là anh em nghĩ lại cái điểm ta anh em luyện cao quá, anh em uống nước quá nhiều rồi, thì anh em cứ dùng 100 Robert chứ đừng có reset về uổng ha. Hoặc là anh em thấy trái banner này thì đừng có ăn vào, tại vì nó chỉ có một chiêu duy nhất thôi, đó là chiêu Z nè bạn. Đó, vậy hả? Đấy. Các bạn bấm một phát thì bay mút trên trời cao vậy thôi, rồi xong, kết thúc. Vậy là 100 Robert của mấy bạn đi tông nhà ma, hoặc là mấy bạn phải reset ta rồi sau đó mấy bạn mới có thể ăn được lại những trái quỷ khác ha. Mình dám chắc 100% nếu mà các bạn nào mà ăn cái trái banê này mà mấy bạn thấy trái Pika hay là một trái quỷ hệ Lucia gì thì mình dám cá 100 luôn là mấy bạn sẽ reset ta luôn nếu mà các bạn không có Robert. Tại vì với năng lực cái trái Lucia thì các bạn có thể farm lại một cách dễ dàng mà. Farm lại cái số điểm đó thì tầm 3-4 bữa. Bình thường thì bạn không có trái quỷ thì các bạn nhờ bạn bè mua nước được cho uống. Nhưng mà nếu mà các bạn có một trái quỷ hệ Lucia thì mình nghĩ là các bạn có thể tự farm lại được ha. Nhưng mà nó khá là chậm chứ không có nhanh nha các bạn. Không có nửa tiếng đồng hồ mà các bạn khôi phục ta lại đâu. Còn mà khôi phục lại được đó thì các bạn có bạn bè hỗ trợ, rồi có một cái ạc phụ hỗ trợ được cung cấp tiền cho mấy bạn, thì mặt mai các bạn mua nước thì hồi phục lại được ha. Rồi đây làm lại cho bạn xem ha. Đó, đây là năng lực vô cùng kỳ diệu và phi diệu của trái quỷ banê. Chỉ vậy thôi, trời ơi, lộn đầu lộn cổ vậy nè. Trái này đáng lý ra là cũng phải bá dội được các kiểu rồi gây cái lượng sát thương đi, chứ giờ dày là không được rồi. Giảm nắm đích mình hả? Bay thôi. Mình bay kiểu này là chỉ có những bạn mà có trái quỷ hệ Lucia mới lên được thôi. Hoặc là những trái nào mà có thể bay lượng. Nó bay lượng đi chứ trái quỷ hệ Lucia lên được thì có một số trái quỷ không có bay được mà các bạn. Nên là cái chuyện mà lên không trung thì hơi bị khó. Chẳng hạn như Hiê thì chắc chắn là đi lên không trung được rồi. Tại vì mình thấy mấy bạn đóng băng ở trên không trung, rồi mấy bạn đứng trên những cái tảng băng rồi mấy bạn bay được các kiểu. Ghê lắm. Còn mà riêng trái Moku rồi trái Magu hay là trái Mira thì những trái quỷ đó thì những cái tựa game khác thì nó có chiêu thức bay. Nhưng mà riêng tựa game này mình không biết hem. Trái Tori chắc chắn bay được rồi. Nhưng mà cái trái Bane này thì mình bay lên không trung mình cũng đâu giữ được lâu trển đâu các bạn. Cỡ mà mình giữ được lâu trên đây thì nói gì nữa hem. Đó, các bạn chỉ bay cao như thế này thôi rồi sau đó các bạn rớt xuống. Vậy thì nó còn tệ hơn là trái quỷ Suke nữa các bạn. Suke thì mấy bạn là không có Haki quan sát thì các bạn có thể đi đằng sau rồi sử dụng kiếm, gươm, giáo, kéo, búa, rửa, liềm gì đó. Các bạn có thể chọt đích được đối phương hem. Còn riêng trái quỷ này các bạn chỉ nhảy lên cao sau đó các bạn rớt xuống thôi. Chả làm gì cả hem. Nên là các bạn nào mà ăn cái trái này thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi ăn nha. Ăn rồi hối hận không kịp đấy. Đó. Rồi đơn giản vậy thôi các bạn. Trái quỷ chỉ có vậy thôi đó. Một chiêu một, đáng lý ra phải có chiêu thứ hai chứ. Update thêm một chiêu nữa đi. Lò xo bún véo được các kiểu chứ dày sao được. Bún lộn lăn lóc đồ. Nhảy lên. Trời ơi thiệt chứ. Đính mình trong đây mình bay không được luôn rồi các bạn. Anh Trend đâu? Trời ơi mình đây mà bạn hỏi anh Trend đâu chết rồi bạn ơi. Mình đứng ngay trước mắt mà rồi xong luôn. Ra ngoài vũ trụ luôn các bạn. Các bạn thấy không? Ở dưới lòng đất mà có sao được các kiểu. Vậy là ở đây là ngoài vũ trụ rồi. Ở đây. Đó. Bay lên theo. Chưa được các bạn. Năng lực trái quỷ thì tầm khoảng đâu 2-3 giây mới thể xài được. Đó.
Mình không đưa 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 bản đồ lên cao được ta. Trời ơi, bạn vậy mà bản đồ ăn y tô rồi chết rồi. Nhảy đi. Vãi cả trang quỷ này. Đó, thì bạn nào mà xem clip này có các bạn nào đã ăn trúng trái quỷ này chưa và thử chiêu thức của trái quỷ này thì đa số các bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà mấy bạn nào mà ăn trúng mà bỏ không được chưa, cái đó mới là cái vấn đề hay không? Tại vì nếu mà ăn trúng nó thì cái chuyện bỏ nó rất là xa xỉ trăm rubles. Còn cái điều thứ hai là các bạn phải khôi phục lại mặc định hết tất cả những cái gì mà các bạn luyện ở đây. Rất là chua luôn rồi xong luôn. Ui, làm sao xong được, bái lên bái lên. Vãi thiệt chứ. Bay nguyên cái đầu lên luôn các bạn, chứ phải là bay nguyên cái mình. Cái mình còn dưới cho cá mập gặm, còn cái đầu mình thì bay lên. Bay lên. Từ 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 các bạn. Từ từ khoan. Trước khi mà bam ra chờ khoảng đâu 5 10 giây mới có thể sử dụng được năng lực trái quỷ nọ. Ủa sao mình thấy bay này cũng nguy hiểm quá ta. Nó đi được có một cái phạm vi nhỏ à. Cái này được cái nó cao các bạn. Rồi, để mình đứng ngay chỗ bạn này ha. Mình nhảy một cái coi là kinh công của mình đi tới đâu. Lên tới được trên kia không? Không, không được các bạn. Ôi ơi, nhích được có một tí luôn đó các bạn. Từ bạn này nhích được tới đây thôi, không được rồi. Đáng lý ra là cho mình nhảy cao rồi mình đi kinh công được các kiểu các bạn. Mình phải cử động chân được các kiểu mình đi vậy. Vậy nó mới ghê. Chứ bay lên đứng chững chỗ mà còn gì đâu hấp dẫn. Hoặc là mình bay lên cao bắt đầu từ trên dưới mình sử dụng sức nặng của bản thân rồi sau đó mình đè đối phương mất máu mà không được không được. Cái đó mình nhìn mình thấy năng lực giống cái trái quỷ kilo đó các bạn. Đúng à? Chỉ có trái quỷ kilo mới tự động gia tăng trọng lượng và làm nhẹ trọng lượng cơ thể lại. Còn cái trái này làm vậy không được. Nhưng mà cái trái này nghe nó phi diệu thì sao á, cái lò xo nhảy lên vậy thôi à. Sao được? Đáng lý ra cũng phải còn cái chiêu búng búng bá dội tăng 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 rồi các kiểu dày nó cũng được rồi, dày như trái kilo luôn, nói thiệt các bạn luôn. Mình không thấy có năng lực nào của trái quỷ ba nê trong đây. Này này là chắc là mình phải chat riêng với admin hay những builder quá. Nói về trái quỷ này dày là không được rồi. Này là mình đánh giá thẳng luôn nè. Gì vậy? Búng lên trên cao sau đó rớt xuống. Đã gốc. Đã gốc. Ôi chết rồi. Ôi sống được các bạn lỗi luôn rồi. Ra ngoài vũ trụ rồi rớt xuống đi. Hình như mình đẩy một phát hư lố đó các bạn. Mình đẩy một phát còn tí nữa là mình ra khỏi luôn rồi. Rớt xuống. Chả sao cả. Ủa sao lúc nãy mình làm cái pha đó được rồi ta? Cái pha mà nhảy thiệt cao á. Hay là giữ liệt ta, để mình thử mình giữ liệt coi. Cái gì mình cũng phải test hết. Cái đó là mình bấm một lần ha em, con này giữ liệt nè. Ồ. Giữ liệt thì nó bay cũng khá cao hơn bình thường mình bấm một cái các bạn. Mà mình bấm một cái mình thấy nó lên cũng vậy mà. Nhưng mà nó không cao bằng thôi. Mình chịu khó mình giữ liệt thì nó cao hơn xíu. Chỉ một xíu thôi, nó không có khác biệt gì nhiều. Lúc nãy là lỗi hay gì đó, mình lên thẳng ngoài vũ trụ luôn. Bay còn tí nữa là ra hòn đảo luôn rồi các bạn. Mà nó ra hòn đảo cũng không hợp lý. Ra khỏi cái khu vực thế giới của Wannabe. Hiện tại là đây là coi như là mình đang bị thất lạc ở trong thế giới của Wannabe vậy các bạn. Có một cái điểm dừng chân ở đây hem. Còn lúc nãy là mình còn tí nữa mình ra luôn rồi. Trời ơi cái gì đây? Nhảy lên. Trời ơi mình nhảy lên xong còn bị kéo lại nữa chứ. Nấu quá. Lên cao rồi đấy. Ngon ngon rớt xuống. Nữa, nhảy lên. Đấy, chỉ vậy thôi các bạn. Rồi. Thì coi như là video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em xem cái trái quỷ ba nê rồi em. Thì thật sự nếu mà mình ăn trái Mera hay trái Pika gì thì mình cũng bỏ thôi các bạn. Để mình review hết những trái quỷ nào đó cùi cùi đi. Rồi mình sẽ kiếm một trái quỷ hệ Lucia mình ăn thêm. Chứ bây giờ mình ăn Lucia rồi mình review những cái trái quỷ này thì thực chất là rất là uổng luôn các bạn. Bỏ trái Pika cũng đau lắm chứ bộ. Tại vì có trái Pika mình làm được rất nhiều chuyện. Mình farm đầy phân nè, khỏi cần mua nước uống. Chỉ cần có một bạn nào đó ăn Ito hay là ăn cái trái kẹo dẻo đó các bạn. Trái nào đó mà bạn một gai đầy mình đó,
chỉ cần lại đứng ngay mình, cái mình Lucia mình né đây defend nhảy bết. Lúc trước có hai bạn đứng gần mình thôi là defend mình nhảy TT con dê, hoặc là có một bạn sử dụng trái gu mư đánh phòng mình cũng được. Đấy, defend lên cũng khá là nhanh em. Rồi thì coi như là video ngày hôm nay mình cũng đã cho tất cả anh em và các bạn chứng kiến được năng lực thật sự của trái Pane này em. Thì khuyên các bạn là không nên cán giọng trái này nha, cái này là mình khuyên chân thành luôn. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn bay phi thiên như mình đó thì bạn cứ ăn vào. Nhưng mà ăn vào thì các bạn phải tính đến cái con đường lui nha. Là chẳng hạn các bạn có tiền để quỷ năng lực trái quỷ hay là các bạn reset tar gì đó, thì cái đó là phụ thuộc vào mấy bạn. Hoặc là mấy bạn ăn hai trái quỷ cũng được, ăn trái này vô bye bye nhảy chơi, rồi phụ thuộc vào năng lực trái quỷ kia cũng được nữa. Rồi thì mình cũng cảm ơn đa số các bạn và anh em đã bỏ không ít thời gian ra theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh em trong một số video nào đó không xa của mình trong tương lai nha. Bye bye, và cảm ơn tất cả anh em và các bạn rất nhiều.